người chơi đấu chuyên chân lý bất ngờ nhận được tới 4 nâng cấp trong một trận. Trong đấu chuyên chân lý mùa 7, ngoài việc xuất hiện nhiều nâng cấp mới, quân cờ mang những tộc hệ mới cùng các cơ chế khá đặc biệt, thì các lỗi đi kèm cũng là yếu tố không thể thiếu. Nhưng nếu chỉ là những lỗi xuất hiện từ lâu hay những lỗi mới nhưng không có ảnh hưởng đến gameplay hay kết quả, thì có lẽ cộng đồng cũng dễ dàng bỏ qua. Chỉ có điều nếu là lỗi liên quan đến các cơ chế quan trọng và có thể thay đổi cả kết quả, thì đó thực sự là vấn đề lớn. Nâng cấp công nghệ, ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt trong đấu chân lý đã trở thành một trong những cơ chế quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu của người chơi. Nếu chọn đúng và phát huy tối đa sức mạnh, chiến thắng là điều quá đơn giản. Nhưng nếu chỉ một sai lầm và không có khả năng ứng biến, người chơi hoàn toàn có thể thất bại ngay lập tức. Ấy vậy, nhưng nếu cơ chế quan trọng này xuất hiện lỗi, lại là một lỗi vô cùng nặng thì sẽ thế nào? Chỉ trong vòng khoảng 24 giờ đồng hồ, rất nhiều người chơi đấu chân lý đã đăng đàn về việc họ gặp những trường hợp mà một người chơi có thể có đến 4 nâng cấp trong một trận đấu. Đáng nói lỗi này có một điểm chung, thường xuất hiện 2 nâng cấp cùng một lúc từ rất sớm và sẽ không có nâng cấp nào biến mất trong suốt cả trận. Đặc biệt các nâng cấp này, theo một số người chơi, đều phát huy tác dụng như bình thường, khiến người chơi nào may mắn có được càng thêm mạnh so với phần còn lại. Trong một ván đấu chân lý, người chơi sẽ chỉ được phép có 3 nâng cấp. Do đó nếu vô tình có tới 4 nâng cấp và nâng cấp nào cũng phát huy tác dụng thì chắc chắn là lợi thế không nhỏ. Tuy vậy, theo một số người, lỗi này cũng không phải xuất hiện quá thường xuyên, nhưng thực tế nó vẫn đang tồn tại và khiến không ít người phải chịu kết quả thua khá oan ức chỉ vì một lỗi không thể kiểm soát được.